Vâng, xin chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh của Thế Giới Gỗ Quý. Và ngày hôm nay em xin tiếp tục giới thiệu cho các bác hai mẫu giường ạ. Hai mẫu giường nu ít hoa hồng nha các bác nhá. Một giường, hai mẫu giường khác nhau. Một giường này là giường, em xin giới thiệu từng chiếc giường một. Chiếc giường thứ nhất, giường này là giường gọi là giường hồng trĩ nhá. Hồng trĩ, bên em làm bằng chất liệu bằng gỗ hương đá. Còn giường thứ hai này là giường hoa lá tây, giường vòm. Đây là chất liệu bằng gỗ gõ nha các bác nhá. Giờ các bác cho em xin khoảng 3 phút để em giới thiệu từng chiếc giường một ạ. Chiếc giường này bên em có hai chiếc giường này có kích thước là 1m8 x 2m. Đó là trong lòng nha các bác nhá. Còn đầu đuôi này là 10 phân ạ. Cái đầu giường và đuôi giường là 10 phân. Và cái đầu này là bên nhà em là đục tay 100% hai cái đầu đuôi này ạ. Đây là hoa hồng nhá. Còn vách giường là đục, bên em đục quả chám nha các bác nhá. Còn đây, chân giường ấy, chân giường đục ruột rất chi là đẹp và mềm mượt ạ. Còn đây là chiếc đầu giường ạ. Cái gỗ hương đá thì các bác đã biết rồi đấy nhá. Rất nhiều vân và rất nhiều người ưa chuộng. Đây ạ, chiếc đầu giường này bên em, đuôi giường này bên em là đục tay 100% nên nó rất chi là sắc sảo và sắc nét. Hoa là tây thì rất chi là dẻo nha các bác nhá. Về cái chiếc giường này là bên em hoàn thiện BUM rồi nha các bác nhá. Đây ạ. Đây gọi là hồng trĩ nha, gọi là hồng chám nha các bác nhá. Đây là gỗ hương đá. Gỗ hương đá và cái chiếc giường này cái đầu đuôi là 10 phân. Đầu đuôi là 10 phân, cái thành này là 4 phân rưỡi nha các bác nhá. Và cái bản này là bản 25, bản thành là bản 25 và đây là giường lam nha các bác nhá. Đây các bác nhìn thấy chưa? Vân từ cái giáp trở đi bên em chọn là vân veo là hoàn thiện luôn nha các bác nhá. Đấy các bác nhìn từ cái giáp phản bên em lựa chọn gỗ rất chi là đều và tinh kỹ ạ. Đấy, còn em xin giới thiệu chiếc giường thứ hai, đó là giường vòm hoa lá tây có chất liệu làm bằng gỗ gõ. Gỗ gõ đỏ bên em cũng sơn BUM hết rồi nha. Cái đầu giường này đục là hoa lá tây. Hoa lá tây và ván của nó là hoa lá tây hết ạ. Ở trên đầu này cao người ta gọi là giường vòm hoa lá tây và cũng là giường giắt lan đấy các bác nhá. Và cái thành này bên em làm là 54 phân rưỡi và cái bản này là 25. Đây ạ, đầu đuôi ạ. Các bác nhìn thì các bác đã biết là so sánh chất gỗ là nó như thế nào ạ. Gỗ gõ thì là nó vàng hơn và nó không nhiều vân bằng gỗ hương nha các bác nhá. Và đây ạ, đây là gỗ hương này. Nhìn vân từ cái giáp trở đi đấy nha các bác, nhìn thấy chưa ạ? Đấy. Và em xin báo giá công khai luôn. Cái giường gỗ hương đá này bên em báo giá bán là 35.800.000. Và giường gỗ gõ này thì là 29.800.000 nha các bác nhá. Nếu mà các bác nào mà có yêu thích hoặc là muốn tư vấn liên hệ thì cho em xin một nút like, một nút share và một nút đăng ký kênh. Và công ty của em là công ty Thế Giới Đồ Gỗ. Cơ sở của bên em là rộng 10.000 m² nha. Bàn ghế, giường tủ là tranh ảnh là bên em là đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng ạ. Và liên hệ qua số điện thoại của Zalo của em là 0968 882 2852 và web là thegioidogo.com ạ. Cơ sở 1 của em là đối diện công ty giày da thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và cơ sở 2 là ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Lam, Đức Hòa, Long An, Hà Nội ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.